Dạ, lời nói đầu cho Hùng xin được gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư ở trong nước cũng như nước ngoài đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ cho Hùng và kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng ạ. Ngày hôm nay thì Hùng sẽ gửi đến mọi người một cái sản phẩm nằm ngay tại trung tâm xã Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang của mình khoảng là 25 đến 30 km. Và sản phẩm này do chính chủ gửi cho Hùng và có thuê Hùng làm quảng cáo, nên là mình có thể làm việc trực tiếp với chính chủ, không cần phải qua trung gian. Giấy tờ sổ sách hợp lệ. Thì số điện thoại của chính chủ á, gửi Hùng sẽ để trên màn hình video clip này và bên dưới phần mô tả. Đồng thời Hùng sẽ kèm theo đường link Google Maps bên dưới phần mô tả này. Mình có thể nhấn vào cái đường link Google Maps này để đến được cái căn nhà mà Hùng hiện tại đang review và giới thiệu đến mọi người. Về diện tích của căn nhà này á, thì tổng diện tích của nó là khoảng 200 mét vuông. Chiều ngang của nó là mặt tiền á, rộng khoảng là 10 mét. Và mặt tiền đằng sau của nó là rộng khoảng 11 mét. Và chiều dài của nó là 20 mét. Hướng của lô đất này á, là hướng đông. Đó, cách sân bay Cam Ranh của mình á, thì đâu đó khoảng là 14 km. Và nằm ngay tại vị trí Cam Đức, từ căn nhà mà đi ra đường quốc lộ chỉ có 40 mét. Và nằm trên con đường bê tông rải nhựa. Nằm trên con đường bê tông khoảng là 6 đến 7 mét. Ô tô ra vào thoải mái, vị trí không ngập lụt. Người dân xung quanh đông đúc, vui nhộn, nhịp. Đi ra chợ Cam Đức á, thì khoảng là đâu đó 70-80 mét thôi. Và ra Thế Giới Di Động hoặc Bách Hóa Xanh thì tầm khoảng 100 mét. Đó. Nơi đây thì có chợ, có gần trường Cam Đức và gần Ủy ban Nhân dân phường xã Cam Đức, gần công an huyện Cam, xã Cam Đức luôn, thị trấn Cam Đức nha. Thì giá của chủ giao cho Hùng cái lô đất này, rao cái lô đất này là 4 tỷ 500 triệu, có thương lượng nhẹ. Và mọi người có thể liên hệ làm việc trực tiếp với chính chủ, không cần phải qua trung gian đâu ạ. Hiện tại Hùng đang đứng trên con đường là quốc lộ 1A của thị trấn Cam Đức. Đây là Thế Giới Di Động. Đó, thì từ vị trí này mà đi vào trong cái lô đất với lại căn nhà đó chỉ có khoảng là 250 mét thôi. Đó, thì bây giờ Hùng xin phút phát được đưa mọi người, cô chú, anh chị để chúng ta đi xem cái căn nhà này. Đó. Đi qua hai bên đường á, thì trên cái con đường quốc lộ này á, thì cô chú sẽ thấy được rất là nhiều cái tiện ích khác nhau như cửa hàng, siêu thị, điện máy nè. Đó. Đi tới một xíu nữa là mình tới Bách Hóa Xanh nè. Đây là đường quốc lộ 1A chạy vào hướng Sài Gòn nè. Ở đây người dân có rất là nhiều cửa hiệu buôn bán, nhà kho, với lại Thế Giới Di Động nè, Bách Hóa Xanh ở đây. Đó, mọi người có thể tới Bách Hóa Xanh ở đây. Phía trước của mọi người đây là chợ Cam Đức. Ở bên đây là chợ Cam Đức. Qua con đường này là bà huyện Thanh Quan. Thì từ đoạn này mà chạy vào khoảng 50 mét nữa là chúng ta sẽ chơi tới cái chợ. Đó, trong này thì chợ nó cũng tương đối lớn hơn ngoài này.
Ở đây mình muốn mua cái gì cũng có hết. Bên này là chợ đây ạ. Đó. Ở đây thì kinh doanh buôn bán xa rất là sầm uất. Quay bên đây là mình có ngân hàng Vietcombank. Đây là ngân hàng Vietcombank của huyện Cam Đức đây ạ. Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm đây ạ. Quê bên đây là Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm. Đây là Ủy ban huyện Cam Đức nhá. Đó. Phía trước là Ủy ban Nhân dân huyện Cam Đức. Bên kia là có Bưu điện Việt Nam. Đó, Bưu điện Việt Nam nằm phía dưới đây. Khi căn nhà của Hùng giới thiệu đến review đến cô chủ á, là nó nằm ở chỗ tổ dân phố văn hóa bãi Giếng Nam đây ạ. Đó, phía trước là có Yến Xào Khánh Hòa. Đi xuống đây một xíu là mình có ngân hàng Sacombank bên dưới này thôi, và ngân hàng Agribank. Nhưng mà bây giờ Hùng không muốn mất thời gian của cô chú nên Hùng sẽ trực tiếp đi vào căn nhà luôn. Căn nhà này chủ yếu là mình lấy đất chứ không phải lấy nhà. À, bên này là đường quốc lộ 1A nè. Chúng ta vào cái hướng là tổ dân phố văn hóa bãi Giếng Nam. Đó. Đây là con đường ô tô rộng khoảng 6 đến 7 mét. Phía trước là căn nhà mà chính chủ muốn rao bán. Đây, đây là căn nhà mà chính chủ muốn rao bán đây ạ. Để Hùng đi dạo một vòng để cô chú có thể ngắm được căn nhà này nha. Đây là căn nhà mà chính chủ muốn bán đây ạ. Mặt tiền của nó rộng 10 mét. Bắt đầu từ cái bờ tường ngay cây cột đỏ đây. Đi qua bên đây là 10 mét. Hướng của nó là hướng đông. Đây ạ, hướng đông. Đường hiện trạng của nó là từ bên đây qua bên đây là 6 đến 7 mét, ô tô né nhau thoải mái. Nhà thì đã cũ rồi. Chủ yếu là lấy đất mình cho thuê kinh doanh buôn bán thôi, làm nhà kho, nhà xưởng. Từ vị trí này đi ra ngoài chỗ kia là 40 mét, ngay tại đường quốc lộ 1A. Để Hùng đọc cái số điện thoại chính chủ cho. Số điện thoại của chính chủ là 0888 790 379. Hùng xin phép đọc lại số điện thoại của chính chủ là 0888 790 379. Nhà thì đã cũ rồi, tại lâu rồi không có ở. Chủ yếu là đất là chính thôi.
Ngày xưa chỗ này là làm nhà, vừa nhà ở và vừa là cái chỗ nuôi trồng thủy sản, chứa đựng thủy sản, do là ảnh cũng là người nuôi trồng thủy sản á. Đó. Từ vị trí này mà đi ra đằng trước là 20 ngay bức tường đây nè, mà đi ra thẳng ra theo cái bờ tường đây ra tới trước là 20 mét. Nhà này lợp mái tôn. Ở trong này có một cái giếng. Mọi thông tin chi tiết thì hãy liên hệ với chính chủ, số điện thoại nằm trên màn hình nha, cô chú. Hùng sẽ quay thật chậm để cô chú có thể nhìn rõ căn nhà. Đây là không gian bếp đó, mà cũng là cũ lắm rồi. Chủ yếu là lấy đất là chính. Chính chủ rao bán với giá là 4 tỷ 500 triệu, có thương lượng. Giấy tờ sổ sách hợp lệ. Đây là mặt trước của sân nhà để xe ô tô. Tên chủ nhà là anh Quang nha. Số điện thoại là, Hùng xin đọc số điện thoại lại là 0888 và 790 B79 ạ. Đợi Hùng xíu, Hùng kiếm cái sổ Hùng đọc cho cô chú thấy. Nó ghi là như thế này: thửa đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Đó. Thì địa chỉ là bãi giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, diện tích là 216,4 m², bằng chữ là 216,4 m². Cô chú đợi Hùng xíu nha, Hùng sẽ ấy cái sổ Hùng đọc cho cô chú thấy, quay cái sổ nha.
Dạ, bây giờ ông sẽ đọc cái sổ này cho cô chú thấy nha. Đây là thửa đất số 218, tờ bản đồ số 36, địa chỉ là thôn Bãi Giếng, Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích là 216,4 m², bằng chữ là 216,4 m². Diện tích sử dụng, hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở đô thị 100 m. Đất trồng cây lâu năm là 116,4 m. Và thời hạn sử dụng là đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến ngày 1 tháng 8 2050. Nguồn gốc sử dụng là được tặng cho đất, được công nhận quyền sử dụng đất, như giao đất có thu tiền sử dụng đất là 100 m², được tặng cho đất, được công nhận quyền sử dụng đất, như giao đất không thu tiền sử dụng đất 116,4 m². Đó. Ở đây thì đây có số 6 là ghi chú là thửa đất có 26,1 m là đất thuộc quy hoạch giao thông. Đó, đây là cái hình bên này là thửa đất nhà mình. Thì hiện trạng của nó là đường 5 đến 6 m, nhưng mà tương lai quy hoạch mở rộng là đường 13 m. Đó. Và bên đây là có Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa ngày 4 tháng 11 năm 2019. Đây là sổ mới làm ngon lành. Đó. Đây là tọa độ của lô đất. Dạ, đến đây thì Hùng cảm ơn cô chú anh chị đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Hùng và kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. Mọi thông tin chi tiết về căn nhà với lô đất này tại thị trấn Cam Đức thì hãy liên hệ với lại chính chủ. Hùng để số điện thoại trên màn hình video này. Đó, giấy tờ thì chính chủ sẽ giao cho mình ạ. À. Cảm ơn cô chú anh chị. Số điện thoại mà Hùng để trên màn hình cũng là số Zalo của chính chủ. Cô chú anh chị có thể liên hệ qua Zalo để nhận được sổ gửi riêng cho cô chú ạ. À.